không điện luôn á. Quay đi. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, đẹp. Em đây giữ hộ em tay. Đó, nó cũng có chốt chứ đúng không? Có chốt hết chứ. Một chốt à? Một chốt thôi. Tối quá. Lên sớm đi. Bận lắm. Chỗ đâu? Kêu. Chỗ phải thép, trong phải thép thường. Từ ai sao được?
Thì đấy bà con có thể thấy này. Ra máy cho khách hơi khuya nhưng mà vẫn bác vẫn ra test thử. Máy sới chạy xăng cho vàng. Máy ngựa. Đấy, bây giờ đã gần 7 giờ đêm rồi. Đấy, máy thì hoạt động cũng tuyệt vời luôn. Anh muốn dừng thì anh giảm hết ga là dừng rồi. Đấy. Còn nếu chỗ nào mắc thì anh cứ nhấc lên là nó chạy thôi. Cứ nhấc lên đừng có tì xuống. Cái này thì anh vặn chặt hai cái này được. Đấy. Anh cứ tì xuống vặn chặt lại được. Đấy. Thì nó cứng lại thôi. Cái điều chỉnh cái độ cứng mà. Thì có một cái cờ lê anh vặn con ốc này với con ốc này nó chặt với nhau được mà nó không chạy ra được. Không đá thì em vặn tay thôi. Nghiêng cái đấy do lái thôi, chứ nó có nghiêng gì đâu. Nó có hai cái tấm cân bằng hai bên thì nó bằng nhau rồi. Nhấc lên đấy. Nhấc lên đến nơi, muốn đi nhấc lên, muốn sới thì tì xuống. Không, cái này em phải biết lái. Cái gì bằng chân trống, mình phải biết lái. Nó phải là lái bằng cái chân trống. Đúng rồi, lái nó bằng chân trống chứ không phải là lái. Không, cái này mình làm đất ở dưới. Thôi thế là được rồi. Đất thế nó nhỏ rồi mà em giảm hết ga nó dừng. Đấy, xong rồi gạt cái nút đỏ nó tắt thôi. Gạt cái ấy luống nha nè. Đấy rồi. Lấy ngọc lấy cái luống vào. Thế là bác phải chọn nhỏ rồi, có cái con chạy dọc này, con đấy chạy dầu thì khỏe, con đấy to. Con đấy chạy dầu nó lại không có lên luống. Muốn lấy con này cho bà ấy làm chứ mình. Bà làm ấy, bà đuổi con này hơi vớt để dần dần quen. Cái này nó làm làm sao để cho đỡ tức tay là ngon rồi. Còn nếu mà vặn chết thì nhân thì lại để anh làm. Nhân thì lại xuống được ngay, không có độ dơ của lò xo. Có lò xo này là nó còn xo thì làm đỡ tức tay hơn. Còn nếu mà ăn sống cái mẫu trước là nó không có lò xo là cứng. Anh nhân đi cái là nó nên. Quả viên nướng này thì không nào lại mượn bác trưởng rồi. Bỏ đấy. Lắp cái bánh kia không hay lắp đi thử bánh này đã. Lắp bánh kia cũng được. Đi không bánh này không được. Đi thử bánh này xem nó nướng nó thế. Cái nướng thì đi cái kia như tôi cứ đi cái này luôn, tháo ra tháo vào. Cái này bò chết đói à. Là còn cái nướng này nó quét phát là xong. Cày cho bò cày thôi chứ cày thì mất cày bò nhà anh lớn thế không phải được. Bò nó cày thì nó sâu hơn. Cả mua bóng điện sáng nay mà vào đây vẫn tối.
Đấy nó thế thôi mà. Nó đi thích lắm, nhẹ nhàng, nó thuần thục. Có 48 cân thôi thì bác còn, làm nó dễ hơn. Còn mới thì mình theo nó thấy vất. Thôi để nắp cái bánh kia để về.